Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại thị trấn Đất Đỏ. Tại các gia đình chính sách, vợ liệt sĩ, mẹ liệt sĩ đang cư ngụ tại thị trấn Đất Đỏ, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến to lớn của các cá nhân gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ xây dựng quê hương đất nước, địa phương ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Đất Đỏ tổ chức 10 đoàn cán bộ lãnh đạo đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện và Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, với tổng kinh phí gần 135 triệu đồng.